nhưng mà thực ra là có phải mỗi bản thân ai bố mẹ ông giàu có tiện thông báo về đấy đâu. Nên là cái việc đấy là theo như tôi là đề nghị mỗi địa phương là phải có một người đứng ra thông báo cho toàn thể lớp, chứ không thể bảo là bố mẹ tôi hay bố mẹ tôi ông giàu đi thông báo được không? Không thì tại sao mà chúng mình đều trong xã đúng không? Thì mỗi khu vực cử ra một người thì làm sao mà để lo cho cái việc đấy? Đang quay phim. Thế thì khó lắm, cái chuyện này hơi khó thực hiện. Khó. Thông báo tôi. Không phải rất khó thì là chủ khu thì là. Không phải rất khó thì là tôi mà thôi. Chứ mình đã bàn là mình đã phân công nhân mà phân công cùng nhóm. Mày quá là một người ít nghèo. Không phải như thế. Không phải. Năm sau nếu ốm nhiều hơn thì là tôi sẽ xin lỗi á. Cảm như là ngại, bản thân mình ngại. Nhưng mà ở đây không được cái ngại như thế. Mà ý Toàn nói. Đúng rồi, Toàn nói. Toàn nói. Ở đây nghĩa là mình không vì cá nhân mình. Mà mình đây có thể xung mà hình ấm đẹp. Đẹp mà quay tốt. Sony quay tốt hơn. Sony đẹp hơn. Còn sau khi mình thích cảm thấy mình cái kiến của mình. Đèn màu này sáng không? Không, mình đèn màu nó khá tốt. Đó, nó bảo là Sony thì tôi không lấy. Samsung màn hình của nó đẹp hơn. Đây là Samsung gì ạ? Samsung, lớp 4. Giờ lốt 5 rồi nè. Lốt 5, chưa lên, chưa tiền. 2, nó lên 11. Tôi sẽ nhất là có thông báo rồi chứ không đi ra ngoài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.